Xin chào mọi người, mình là viên khoa học ghi nhớ y khoa chuyên sâu. Nay mình vừa tổng hợp hạ đường huyết bằng phương pháp tổng hợp mà mình đã được học. Bao gồm một số nội dung chính như sau. Đầu tiên là về định nghĩa. Hạ đường huyết là tình trạng đường huyết hạ thấp nhỏ hơn 70 mmol trên đê lít, nhỏ hơn 3,9 mmol trên lít. Nhưng hạ đường huyết có triệu chứng lâm sàng kèm theo thường xảy ra khi đường huyết nằm trong khoảng từ 40 đến 50 mmol trên đê lít, khoảng tầm 2,75 mmol trên lít. Tiếp theo là về nguyên nhân thì sẽ là ở bệnh nhân đái tháo đường và bệnh nhân không đái tháo đường. Ở bệnh nhân đái tháo đường sẽ do một số nguyên nhân gây ra như sau. Đầu tiên là sử dụng insulin không đúng như là quá liều, hấp thu quá nhanh hay là quá kéo dài, trong loạn dưỡng mỡ dưới da hay là chườm ấm ở vùng tiêm, không giảm liều sau nhiễm trùng hay phẫu thuật. Về chế độ ăn thì bao gồm ăn quá muộn sau tiêm, ăn không đủ, bỏ bữa, giảm thành phần glucid hay là uống rượu. Về vận động thể lực thì là vận động thể lực không thường xuyên hoặc là quá sức. Đối với một số thuốc huyết áp liều cao như insulin, chống viêm không steroid, chlorampheniconazole hay suy gan, suy thận. Tiếp theo là ở bệnh nhân không đái tháo đường thì có hạ huyết áp thực thể và hạ huyết áp phản ứng. Đối với hạ huyết áp thực thể sẽ bao gồm một số nguyên nhân như sau: u tiết insulin, u ngoài tụy, một số bệnh lý về gan như viêm gan virus, xơ gan, ung thư, suy thượng thận hay một số bệnh lý về nội tiết khác như suy thùy trước tuyến yên, suy giáp, nhiễm khuẩn nặng hay một số bệnh lý trong hồi sức cấp cứu như suy gan, suy tim, suy thận, sốc. Tiếp theo là hạ đường huyết phản ứng thì do hạ đường huyết do thần kinh thực vật, hạ đường huyết do cắt dạ dày hay là do sử dụng glucid quá nhiều. Tiếp theo là về lâm sàng sẽ bao gồm một số triệu chứng bất thường như sau. Đầu tiên là dấu hiệu chung, bệnh nhân cảm thấy đau đầu, xanh xao, mệt mỏi, chóng mặt, mờ mắt. Dấu hiệu thần kinh thực vật bao gồm vã mồ hôi, run tay, run chân, cảm giác nặng, tanh tiết nước bọt. Về tim mạch thì có đánh trống ngực, nhịp nhanh trên thất, tăng huyết áp tâm thu hay là đau ngực. Về tiêu hóa, bệnh nhân cảm giác mau đói, buồn nôn, nôn, đau vùng hạ vị. Dấu hiệu tâm thần thần kinh, bệnh nhân nóng nảy, khó tập trung, kích động, co giật kiểu động kinh, dấu hiệu thần kinh khu trú, rối loạn cảm giác, vận động. Và cuối cùng đó chính là mất ý thức, hôn mê nặng, hôn mê sâu. Tiếp theo là về chẩn đoán sẽ bao gồm đầu tiên đó là định lượng glucose huyết nhỏ hơn 3 mmol trên lít kèm theo triệu chứng lâm sàng hạ đường huyết. Hai là xét nghiệm cận lâm sàng, định lượng đường huyết tĩnh mạch, insulin và C-peptide đồng thời ở trong lúc hạ đường huyết để giúp chẩn đoán nguyên nhân gây hạ đường huyết. Ba, nghiệm pháp nhịn đói trong 72 giờ phối hợp với tiêm glucagon sau khi xuất hiện hạ đường huyết giúp chúng ta chẩn đoán với u tế bào tiết insulin. 4. Trong trường hợp nghi ngờ giảm đường huyết, không cần chờ xét nghiệm máu mà thử điều trị bằng truyền đường hoặc tiêm glucagon để chẩn đoán. Trên đây là bài tổng hợp của mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nếu có điều gì thiếu hoặc sai, mong mọi người góp ý. Cảm ơn mọi người rất nhiều.